bác sĩ hiếp dâm, đánh thực tập sinh, lời gia đình. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 25 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Huế đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Phương để điều tra về hành vi hiếp dâm và cố ý gây thương tích. Đại tá Hoàng Long, trưởng công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết thông tin trên vào tối ngày 25 tháng 9 liên quan đến vụ Lê Quang Huy Phương, 36 tuổi, nguyên bác sĩ tại khoa da liễu bệnh viện Trung ương Huế bị tố gạ tình, đánh nữ thực tập sinh đang gây xôn xao dư luận mấy ngày qua. Cùng ngày, ông Nguyễn Trung Kiên, viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Huế cho hay đơn vị đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can và bắt tạm giam về hai tội danh trên đối với Phương. Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng ngày 17 tháng 9, Phương gọi điện đến nơi mình làm việc, yêu cầu chị DHT, 23 tuổi, thực tập sinh tại Bệnh viện Trung ương Huế, đưa một đơn thuốc đến nơi ở riêng của mình ở chung cư Đống Đa, thành phố Huế. Không chút nghi ngờ, chị Thờ đã đưa thuốc đến nơi ở của Phương. Khi đến nơi, Phương gọi chị Thờ vào phòng rồi chốt cửa lại, có ý định giở trò đối bại với chị Thờ. Do chị Thờ chống cự quyết liệt, Phương dùng tay đánh vào vùng mặt người chị Thờ, sau đó Phương bị chị Thờ đá vào hạ bộ rồi chạy thoát. Chị Thờ được người nhà đưa vào viện cấp cứu vào trưa cùng ngày với nhiều vết thương thâm tím ở mặt, cổ, tay và nghi chấn thương não. Theo người nhà của nữ thực tập sinh, từ khi xảy ra vụ việc đến nay, Phương không liên lạc để hỏi han và gia đình cũng chưa hề nhận được đồng tiền bồi thường nào. Được biết, ban giám đốc bệnh viện đã tạm thời đình chỉ công tác đối với Phương, đồng thời Phương cũng đã có đơn xin nghỉ việc. Nói về Phương, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết Phương đã làm việc lâu năm ở bệnh viện rồi, là bác sĩ chính của khoa da liễu. Lãnh đạo bệnh viện cho biết, theo tôi được biết, bác sĩ Phương chưa có gia đình, còn cô gái kia cũng mới nhận làm hợp đồng của bệnh viện cách đây một tháng. Năm 2011, Phương từng bị công an phường Vĩ Dạ, thành phố Huế lập biên bản xử phạt hành chính về việc gây mất trật tự và dùng dao đe dọa sức khỏe người khác. Khi đó, Phương đã dùng dao rượt chém người nhà một bệnh nhân đến khám ở phòng khám tại nhà của mình ở đường Nguyễn Sinh Cung, thành phố Huế. Do người này bức xúc khi đến khám bệnh tại phòng khám trên, nhưng bệnh tình không khỏi mà còn có dấu hiệu nặng hơn. Yeah.